Thứ nhất, súng trường Kolmlaff là một ý tưởng hay và dị nhất thời bấy giờ do Đức Quốc xã phát triển. Kolmlaff được chế tạo dựa trên khẩu STG-44 và có nòng cong 30 độ, 45 độ hoặc 90 độ. Mục đích là để bắn kẻ địch trong góc khuất mà xạ thủ không phải đối đầu trực diện. Ngoài ra, súng còn được trang bị một kính tiềm vọng khá chính xác trong việc ngắm bắn. Vào năm 1944, Hitler cho ra lệnh sản xuất 10.000 khẩu súng loại này. Tuy nhiên, phải đến năm 1945, phiên bản súng trường Kolmlaff dành cho xe tăng mới được hoàn thành và được xuất xưởng với số lượng rất ít. Về sau, do thời gian và tiền bạc bỏ ra quá nhiều mà không thu được kết quả nên dự án đã bị hủy bỏ. Vũ khí thứ hai trong danh sách đó là tên lửa đạn đạo V2. V2 hay còn có tên đầy đủ rất dài là Vergeltungswaffe 2, là loại tên lửa đạn đạo có điều khiển tầm xa đầu tiên trên thế giới. Loại tên lửa này được Đức thiết kế từ đầu những năm 40 của thế kỷ trước. Nó sử dụng động cơ rocket dùng nhiên liệu lỏng và được phát triển bởi Đức như là một vũ khí báo thù. Cứ mỗi thành phố Đức bị thả bom, họ sẽ bắn tên lửa này vào một thành phố của quân đồng minh. Chiếc V2 cũng là vật thể đầu tiên do con người chế tạo có khả năng bay ra vũ trụ. Dự án được bắt đầu vào tháng 9 năm 1944. Trước đó, nghiên cứu về tên lửa tầm xa của một sinh viên cao học tên là Werner von Braun đã thu hút sự chú ý của quân đội Đức. Quốc xã quyết định tài trợ cho nghiên cứu này và tới năm 1934, luận án xây dựng, lý thuyết và giải pháp thử nghiệm cho tên lửa đẩy dùng nhiên liệu lỏng của Braun đã hoàn thành, nhưng nó được Đức giữ bí mật tới tận năm 1960. Trong giai đoạn cuối của năm 1943, nhóm của Braun đã phóng được hai quả rocket đạt độ cao 2,2 và 3,5 km. Có khoảng 3.000 quả tên lửa V2 đã được Đức phóng vào nhiều thành phố của đồng minh. Nơi đầu tiên dính đạn là London. Theo tài liệu năm 2011 của BB, các đợt tấn công bằng tên lửa V2 đã khiến 9.000 thường dân và người của quân đội thiệt mạng. Ngoài ra còn có khoảng 12.000 lao động và tù nhân trại tập trung đã thiệt mạng khi tham gia sản xuất V2. Vũ khí thứ 3 đó là máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới, Houghton Ho-229. Houghton Ho-229 được coi là máy bay ném bom tàng hình đầu tiên trên thế giới. Nó sở hữu thiết kế khác biệt hơn so với máy bay cùng thời. Trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, Ho-229 nhanh chóng chứng tỏ khả năng ưu việt. Houghton Ho-229 là một mẫu thử nghiệm máy bay tiêm kích ném bom do Raymer của Walter Houghton thiết kế và hãng Gothair Wagon Fabric chế tạo vào cuối chiến tranh thế giới thứ hai. Đây là loại máy bay Flying Wing, thân cánh liền khối, đầu tiên được trang bị một động cơ phản lực. Mẫu thiết kế này là mẫu máy bay duy nhất gần đáp ứng được yêu cầu của Goring về các yêu cầu hiệu năng 3x1.000. Cụ thể là mang được những quả bom nặng 1.000 kg, có tầm hoạt động 1.000 km với vận tốc 1.000 km/h. Một nhà sản xuất máy bay hàng đầu nước Mỹ là Jack Northrop ngay từ những năm 1930 đã vô cùng hứng thú với ý tưởng tàu lượn cánh bay của anh em nhà Houghton và tìm cách tự chế tạo mẫu máy bay có cánh của riêng mình từ thập niên 1940. Trong khoảng 30 năm sau đó, tập đoàn Northrop Grumman đã nổi lên như một nhà thầu chủ lực chuyên cung cấp máy bay tàng hình cho quân đội Hoa Kỳ. Một sản phẩm hiện đại có thể liên tưởng tới chính là chiếc B-2 Spirit. B-2 đang được Mỹ dùng như một chiếc máy bay ném bom chiến lược có khả năng tàng hình để bay xuyên qua các hàng rào phòng không dày đặc. B-2 có thể đem cả bom thường lẫn bom hạt nhân. Chưa có một chiếc máy bay nào khác sở hữu khả năng tương tự như B-2 mà vẫn có thể tàng hình. Tiếp theo nằm ở vị trí thứ tư đó là siêu pháo tự hành Landcruiser P-1500 Master. Landcruiser P-1500 Master là dự án pháo tự hành siêu nặng ra đời trong Thế chiến thứ hai, được đánh giá là đỉnh cao của ngành thiết kế pháo Đức. Khẩu siêu pháo này dài 42m, nặng 1.500 tấn, được trang bị lớp giáp dày 250mm ở mặt trước và sử dụng 4 động cơ diesel cho tàu ngầm để di chuyển. P-1500 được cho là có kiếp vận hành hơn 100 người. Vũ khí chính của P-1500 là pháo Stryker Gustav K, cỡ nòng 800 ly, đặt trên một tháp pháo cố định. Bên cạnh đó là hai lựu pháo SHF-18-1, L-30, cỡ 150 ly và nhiều súng máy tự động MG-151-15, cỡ nòng 15 ly. Dàn hỏa lực mạnh giúp P-1500 tấn công mục tiêu từ khoảng cách xa, thay vì phải đến gần sử dụng hỏa lực bắn thẳng như xe tăng. Tuy nhiên, khối lượng quá lớn của siêu pháo này có thể phá hủy đường bộ và đường sắt khi di chuyển, không thể băng qua cầu, tốc độ thấp khiến nó dễ bị đối phương tập kích. Dự án P-1500 bị hủy vào năm 1943 khi chưa có nguyên mẫu nào được chế tạo.
Tiếp theo ở vị trí thứ 5 đó là tổ tiên của bom thông minh Friedrich. Các nhà khoa học Đức Quốc xã là những người đầu tiên chế tạo ra tên lửa hành trình, có tên gọi Friedrich. Những tên lửa hành trình này được trang bị một máy phát sóng radio tinh vi nhất tại thời kỳ đó để cho phép lái tên lửa đến mục tiêu một cách tương đối chính xác. Friedrich có thể mang hơn 1,5 tấn thuốc nổ và bay cao hơn 7.000 mét để đảm bảo tránh hỏa lực của các hệ thống phòng không. Đây thực sự là một vũ khí khủng khiếp khi sức công phá của nó có thể xuyên qua bức tường thép dày 30 cm. Loại tên lửa này chỉ được sử dụng một vài lần, song thực sự đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho nơi nào mà bị nó tấn công. Tháng 12 năm 1943, hai quả tên lửa Friedrich đã nhấn chìm chiến hạm của Ý mang tên Roma cùng với 1.255 thủy thủ trên tàu. Tên lửa hành trình hiện nay là loại vũ khí có độ chính xác cao, có khả năng bay với vận tốc siêu thanh ngay cả ở độ cao thấp hoặc rất thấp để tránh radar và hệ thống phòng thủ tên lửa. Nó có thể mang nhiều đầu đạn khác nhau và được điều khiển bởi máy tính và vệ tinh khiến nó trở nên hoàn toàn tự động. Tiếp theo vũ khí thứ 6 là Goliath, ông tổ của robot. Goliath là phương tiện mặt đất không người lái đầu tiên được sử dụng trong các trận chiến. Thiết bị này di chuyển nhờ hai động cơ điện và được trang bị một thiết bị theo dõi. Có hình dạng giống như một chiếc xe tăng nhỏ, Goliath có ưu điểm đặc biệt là di chuyển linh hoạt. Mỗi chiếc có thể đem theo 100 kg thuốc nổ. Lính chiến sẽ điều khiển chiếc xe này đi xuyên qua bãi mìn và sau đó kích nổ ngay tại mục tiêu. Trong suốt thời kỳ chiến tranh, quân đội Đức đã chế tạo ra 700 chiếc Goliath. Goliath được thiết kế cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm hủy diệt xe tăng, phá hủy đội hình lính bộ của địch, phá hủy cầu và các công trình. Và như bạn có thể đoán, Goliath chỉ sử dụng được một lần thôi, bởi khi bom nổ thì xe cũng sẽ bị phá hủy. Mỗi chiếc Goliath sẽ có một bộ điều khiển. Nó sử dụng dây để kết nối và đoạn dây dài 650m này sẽ được gắn vào phía sau xe. Cáp còn có nhiệm vụ truyền điện tới động cơ cho những phiên bản đầu tiên. Sau này Goliath đã chuyển sang dùng động cơ chạy xăng để dễ sửa chữa hơn. Trên bộ điều khiển có hai cần điều khiển để lái xe và một cần để kích nổ. Ngày nay, Goliath vẫn được coi là một mốc quan trọng trong sự phát triển của công nghệ điều khiển từ xa. Các phiên bản hiện đại của Goliath được biết đến với tên gọi là UGV, thiết bị không người lái, và được sử dụng trong quân đội trên toàn thế giới với nhiều mục đích khác nhau như giả phá bom mìn, giám sát hoặc vận chuyển thiết bị trong địa hình phức tạp. Nó được chế tạo với hình dạng và chức năng khác nhau và phiên bản cao nhất hiện nay là robot tự động hóa. Tiếp theo trong danh sách này là đại bác quái vật. Khi nói về những khẩu đại bác, ắt hẳn phải nhắc tới hai quái vật khổng lồ cỡ nòng 800 ly của Đức Quốc xã, được xem là những khẩu đại bác lớn nhất thế giới cho đến nay. Chúng lớn đến mức Đức Quốc xã phải vận chuyển từng bộ phận, lắp ráp lại và gắn trên một ụ súng chuẩn bị sẵn. Quá trình này đã cần tới 4.000 người tham gia. Đức Quốc xã đã bố trí hẳn một trung đoàn phòng không và lực lượng đặc biệt để bảo vệ những khẩu đại bác này khỏi máy bay địch và quân du kích. Trong số 2 khẩu pháo được chế tạo, chỉ có khẩu Gustav được đưa vào hoạt động. Nó đã bắn 42 phát đạn trong chiến dịch vây hãm Sebastopol. Và sức công phá của quả đạn khổng lồ nặng đến 4,8 tấn này đủ để hủy diệt một kho đạn ngầm với lớp đá bảo vệ dày tới 30 mét. Quân Đức đã có kế hoạch trang bị đạn hỏa tiễn cho khẩu đại bác này để tăng tầm bắn của nó lên đến 145 km. Chuyên gia vũ khí Alexander Lubdecki đã gọi những khẩu đại bác này là kiệt tác về công nghệ, nhưng về cơ bản là sự lãng phí vật liệu, chuyên môn kỹ thuật và nhân lực. Và đứng cuối cùng trong danh sách, đó là xe tăng nặng nhất thế giới màu ớt. Xe tăng Panzer VIII của Đức trong chiến tranh thế giới thứ hai có tên mã là xe tăng Maus. Đây từng được cho là mẫu xe tăng lớn nhất, bọc thép loại tốt nhất và mạnh nhất từng được chế tạo. Ý tưởng đằng sau con quái vật xe tăng này là việc nó gần như không thể bị phá hủy bởi các vũ khí thông thường. Nó được bọc trong lớp thép cứng và dày tới 200 ly. Về mặt lý thuyết, lớp vỏ này đủ sức chống lại bất kỳ loại đạn pháo chống tăng hay vũ khí bộ binh nào của quân đồng minh. Bộ giáp này rộng tới nỗi che phủ tới gần một nửa bánh xe để bảo vệ xe khi di chuyển, tránh bị đứt xích làm mất tính cơ động. Việc bảo vệ kỹ càng như vậy phần nào lý giải tại sao trọng lượng của xe tăng Maus lại nặng đến vậy. Tuy bộ giáp dày giúp Maus giống như một pháo đài bất khả xâm phạm trước hầu hết mọi vũ khí, nhưng để di chuyển được pháo này không hề đơn giản và sẽ cần tới một động cơ vô cùng mạnh mẽ. Các kỹ sư đã thử nghiệm khá nhiều động cơ khác nhau và cuối cùng chọn động cơ diesel có công suất khoảng 1.200 mã lực. Do trọng lượng khá nặng nên Maus chỉ có thể di chuyển với tốc độ tối đa khoảng 20 km/h trên điều kiện địa hình bằng phẳng. Tốc độ xoay của xe là 15 độ một giây. Về hỏa lực bên trong chiếc siêu xe tăng này, Maus được cho là trang bị súng chính một khẩu KWK với cỡ nòng 128 ly.
Thậm chí trước đó có đề xuất sử dụng loại nòng 150 ly và 170 ly. Nếu trang bị súng lớn hơn, trọng lượng của Maus có thể lên tới 200 tấn. Với loại súng này, nó có thể phá hủy bất kỳ xe tăng nào của lực lượng đồng minh trong tầm bắn 3,2 km. Bên cạnh đó, xe cũng có một tháp pháo phụ gồm súng chống tăng 75 ly có nhiệm vụ tiêu diệt địch và các loại xe khác. Thay vì dùng súng máy 7,9 ly thông thường, Maus được trang bị một khẩu súng máy phòng không trên nóc tháp pháo và thêm một khẩu súng phóng lựu khói. Có thể khẳng định với đầy đủ các vũ khí trang bị kể trên, Maus hoàn toàn có thể tiêu diệt bất kỳ loại xe tăng nào của đồng minh trong Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, Maus chưa có dịp xuất hiện trên chiến trường bao giờ. Mặc dù vậy, đơn giản với các nguyên mẫu còn tồn tại cho đến ngày nay, thì Maus xứng đáng là siêu xe tăng lớn và nặng nhất từng được chế tạo của con người, biến nó trở thành một trong những thành quả sáng tạo đáng kinh ngạc của ngành quân sự.